Dịch bệnh đã khiến cho cuộc sống của chúng ta bị xáo trộn. Vậy, hết dịch, bạn sẽ làm gì? Trước hết mình sẽ cùng gia đình đi chơi, cho con đến thăm sở thú mà con yêu thích. Không quên được bạn nhỏ đến khu vui chơi, nhà bóng, cầu trượt và con hàng ao nước. Vì thời gian giãn cách lâu, con không được đi vui chơi rồi nè. Đi đến những nơi chưa từng đến để cảm nhận cuộc sống thật tươi đẹp biết bao. Không quên cuối cùng